tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021, tại Diễn đàn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng trang nghiêm thành kính dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Muôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng bắt đầu vào chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời. Chúng tôi kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước hôm nay. Thì hôm nay cũng có một vài chuyện việc đột xuất, cho nên là chúng tôi đúng ra là thấy trễ quá, không có lên livestream, nhưng mà vì nhớ đồng bào cho nên là chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ để tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta trong và ngoài nước đều nghe được tiếng nói từ chính phủ, để chúng ta biết con đường chọn lựa của người dân sẽ chọn con đường nào, là chúng ta sống nô lệ hay là chúng ta được sống tự do no ấm. Cho nên đó là điều cần thiết. Chúng tôi bây giờ kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lần thề rằng chiến đấu không ngại ngần về nước hy sinh cho đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đầu sông núi, anh dương lên soi sáng khắp nơi cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho một đời tổ quốc vinh quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân
dâng lên. Ánh dương đang soi sáng toàn nước Việt Nam của chúng ta và lan tỏa khắp địa cầu, vì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ vươn vai lên trên toàn thế giới, và nước Việt Nam sẽ rất hãnh diện khi chúng ta diệt được chế độ cộng sản tại Việt Nam và đoàn kết lại để chống Tàu Cộng. Duy nhất chỉ có đất nước Việt Nam của chúng ta thì chế độ cộng sản sẽ bị tiêu diệt, và người để đứng ra dẹp cái họa nạn cộng sản này đó là ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Cho nên tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng và hãnh diện, vì chúng ta đang có một vị lãnh đạo anh minh sáng suốt, tài đức vẹn toàn. Ngài đang đưa toàn dân Việt của chúng ta thoát khỏi chế độ cộng sản tàn ác, tàn bạo, vô lương tính, và đã cai trị người dân Việt Nam từ miền Bắc từ năm 1945 cho đến miền Nam sau 30 tháng 4 năm 1975. Và hôm nay người dân đang chờ đợi mòn mỏi, và chúng ta hãy cùng chung vai góp sức, và chúng ta sẽ có được một ngày tự do no ấm, do Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì hôm trước chúng tôi livestream thì chúng tôi có nhắc đến ngày thành lập của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã sáng lập. Và hôm nay chúng tôi có hai thông cáo, một thông cáo và một quyết định vinh danh, là chúng tôi cũng đưa ra đây cho tất cả quý đồng bào chúng ta được nghe. Và xin mời tất cả những vị phụ nữ anh thư của đất nước Việt Nam hãy trưng cầu dân ý và tham gia vào Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, để chúng ta sẽ cùng chung vai góp sức và đưa nước Việt của chúng ta lên vinh quang. Và tương lai của nước Việt của chúng ta là con em của tất cả quý chị em phụ nữ, vì tất cả ai cũng có gia đình, khi đã trưởng thành thì có gia đình và có con cái, và tương lai của con cái chúng ta đi về đâu khi đất nước của chúng ta gặp Tàu Cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta, biến Việt Nam thành một quận lỵ của chúng, thì con cái của chúng ta, tương lai của các em, các cháu sẽ đi về đâu. Cho nên hiện tại những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta rất cần thiết để chúng ta biết được chúng ta là người quyết định cho vận mệnh của đất nước bằng lá phiếu trưng cầu dân ý và tham gia vào Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, thì chúng ta sẽ đạt được ý nguyện. Vì hiện tại Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, ngài đã làm sẵn hết cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Ngài đã bỏ gần như cả cuộc đời của ngài để lo cho toàn dân Việt Nam. Ngài hy sinh tất cả những tài sản, gia tài, sự sản của ngài. Ngài không bao giờ màng đến tiền tài và danh vọng, chỉ mong làm sao cứu được người dân ra khỏi chế độ cộng sản tàn bạo mà thôi. Cho nên từ chỗ đó, ngài không thiết đến tương lai sự nghiệp của ngài, và ngay cả gia đình của ngài, ngài cũng phải gác lại một bên để cứu nước trước cái đã. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta, người dân Việt Nam, mỗi một người hãy thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Và đó là quyền lợi của chúng ta, và con đường duy nhất để cho người dân Việt Nam thoát được chế độ cộng sản chỉ có lá phiếu trưng cầu dân ý mà thôi. Cho nên mỗi một người dân chúng ta hãy nói với nhau và lan tỏa những tin tức này, để mỗi người sẽ tự mình vào trang để trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us hay là www.trưngcầudânýviếttắt.com
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt .com thì chúng ta nhấn vào một link, và khi chúng ta nhấn vào một link trưng cầu dân ý thì chúng ta sẽ thấy một trang hiện ra, trong đó có bốn chữ in lớn viết tắt trưng cầu dân ý. Thì chúng ta nhấn tiếp vào bốn chữ đó rồi sẽ lá phiếu sẽ hiện ra cho tất cả đồng bào của chúng ta điền vào. Và nên nhớ tôn chỉ của chính phủ chúng ta, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là duy thật là cộng. Cho nên khi chúng ta điền vào lá phiếu trưng cầu dân ý thì chúng ta cũng phải điền bằng sự thật những chi tiết cá nhân của chúng ta. Vì nếu chúng ta điền sai thì khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên quê hương của chúng ta thì những chi tiết đó không phải là của cá nhân của chúng ta. Thì như vậy là những người đã điền sai không đúng thì sẽ để qua một bên, sẽ cho những người nào điền đầy đủ và chính xác. Cho nên đây là một chính phủ chính danh hợp pháp, tất cả đều bằng sự thật, chứ chúng ta không có giả dối giống như cộng sản. Cho nên người dân đã sống ở trong chế độ cộng sản quá lâu rồi, cộng sản lúc nào cũng lừa dối, lừa gạt người dân. Ngay cả chúng nó cho một cái tên gián điệp Tàu Cộng leo lên chết rồi mà vẫn còn nằm ở Lăng Ba Đình và bắt người dân của chúng ta phải tôn thờ là cha già dân tộc. Đó là một điều sỉ nhục đối với toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân phải biết, chúng tôi cũng biết được, dân Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng là những người có ý thức. Và cho nên từ chỗ đó, khi chúng ta có ý thức thì chúng ta nhìn ra được là một tên gián điệp Tàu Cộng mà Cộng sản Tàu đem vào cài cắm vào đất nước Việt Nam của chúng ta thì chắc chắn người dân không có chấp nhận. Có phải không thưa quý đồng bào? Là vì Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã lột mặt nạ được cái tên gián điệp này khi Cộng sản Việt Nam đem ra vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới nhân ngày 19 tháng 5 năm 1989, mà cho là ngày đó là ngày 100 tuổi. Nhưng thật sự cái ngày 19 tháng 5 là cũng là ngày giả và tuổi cũng là tuổi giả. Cho nên từ chỗ đó tất cả đều là giả dối. Và ngày 19 tháng 5 đó là ngày mà Cộng sản Việt Nam rất là ma mị, ma mãnh, đã lấy cái ngày của Đức Thủ Khoa Quân là thời mà Pháp sang cai trị nước Việt Nam của chúng ta đó. Thì Đức Thủ Khoa Quân yêu nước và chống lại Pháp. Pháp mời Đức Thủ Khoa Quân vào làm việc nhưng ngài không có chấp nhận, và chấp nhận để mà tử hình, Pháp tử hình Đức Thủ Khoa Quân ngày 19 tháng 5 đó thưa quý đồng bào. Cho nên ngày 19 tháng 5 là ngày của Đức Thủ Khoa Quân bị tử hình đó. Thì người dân rất là thương tiếc cho Đức Thủ Khoa Quân. Cho nên ngay cái ngày 19 tháng 5 thì người dân ra tế lễ và cầu nguyện cho hương linh của Đức Thủ Khoa Quân được siêu độ. Thì cái ngày đó là ngày tưởng niệm của Đức Thủ Khoa Quân bị Pháp tử hình. Nhưng Cộng sản Việt Nam rất là ma mãnh và đã lấy cái ngày 19 tháng 5 đó là tại vì người dân ra ùn ùn ra để mà tưởng niệm Đức Thủ Khoa Quân đó. Cho nên là mới lấy cái ngày đó là ngày sinh của Hồ Chí Minh. Để chi? Để cho thấy người dân đông đó lại tưởng lầm là người dân á là đi ra để mừng cái ngày sinh của Hồ Chí Minh. Đó là một cái điều rất là xảo trá mà Cộng sản Việt Nam làm như vậy. Là chúng ta thấy người dân Việt Nam, nếu chúng ta biết được những điều này thì rõ ràng là người dân Việt Nam của chúng ta bị lừa gạt. Cho nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo thì ngài lúc nào cũng tôn trọng sự thật cả. Ngay cả ở trong tiểu sử của Đức Quốc Công, Đức Quốc Công không cho phép chúng tôi nói quá, nói lố, nói hơn những điều gì.
mà Ngài đã kể cho nghe. Cho nên từ chỗ đó, tất cả Ngài tôn trọng sự thật, không được nói giống như là những điều không đúng, Ngài không chấp nhận. Cho nên từ chỗ đó chúng ta có một vị lãnh đạo cương trực và Ngài tôn trọng sự thật, thì người dân của chúng ta phải học được những cái đức tính tốt đó của Ngài, để người dân chúng ta sẽ sửa đổi và đất nước của chúng ta sẽ là có một cái xã hội tốt đẹp, không như cái xã hội Việt Nam bây giờ. Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đã muốn cho người dân từ cái văn hóa tốt đẹp của người dân Việt Nam trở thành những cái xã hội rác rưởi, mà khi nhìn vào chúng tôi rất xót xa. Cho nên từ chỗ đó, người dân của chúng ta còn suy nghĩ đến gia đình của mình, con em của mình, trong tương lai các em, các cháu sẽ đi về đâu khi đất nước của chúng ta là một tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Vì khi Đức Quốc Công lật mặt nạ tên gián điệp Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình, thì Cộng sản đã bắt Cộng sản Việt Nam ký cái mật nghị Thành Đô ngày 4 tháng 9 năm 1990. Cho nên là Cộng sản Tàu muốn Cộng sản Việt Nam phải giao nước Việt Nam cho Tàu Cộng và biến nước Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng. Từ chỗ đó, cho nên nếu mà nước Việt Nam của chúng ta không có một chính phủ chính danh hợp pháp thì chúng ta sẽ mất nước. Cho nên Đức Quốc Công lúc nào cũng nhớ nghĩ đến người dân Việt Nam và Ngài bằng mọi cách để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Và khi đó thì Đức Quốc Công lúc đó là triệu tập Đại hội Dân chủ đoàn kết để thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 21 tháng 10 năm 1990 do Thủ tướng Nguyễn Trân nhận trọng nhiệm. Thì sau một tháng khi Thủ tướng Nguyễn Trân nhận trọng nhiệm thì Ngài Nguyễn Trân bị bạo bệnh và cụ bà cũng bị bệnh nặng, cho nên cần có một vị thủ tướng lên thay. Nhưng Đức Quốc Công lúc đó rất nhiều vị đề nghị Đức Quốc Công, nhưng Đức Quốc Công không có muốn, là vì Đức Quốc Công không nghĩ đến là mình sẽ là vị thủ tướng lên thay Thủ tướng Nguyễn Trân, vì Ngài chưa biết phải làm thế nào để cứu người dân Việt Nam và làm thế nào khi Ngài là một vị thủ tướng. Ngài nghĩ đến cái trọng nhiệm này nó rất nặng nề và Ngài nghĩ là Ngài không thể làm được. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy được Đức Quốc Công có khả năng, cho nên đã đề nghị Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm này, mà vì tình thế cấp bách cho nên có những vị lão niên đến tận nhà của Đức Quốc Công để quỳ xuống và van xin Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thủ tướng để thay Thủ tướng Nguyễn Trân đó, thưa quý đồng bào. Thì chúng ta nghĩ trong tình thế đất nước cấp bách mà Tàu Cộng bắt Cộng sản Việt Nam phải ký cái mật nghị Thành Đô, mà nếu như Việt Nam của chúng ta không có một chính phủ chính danh hợp pháp thì như vậy đất nước Việt Nam của chúng ta chắc chắn là trong tương lai phải là một tỉnh lỵ của Tàu Cộng rồi. Cho nên từ chỗ đó Đức Quốc Công đã thấy được cái tương lai của đất nước Việt Nam của chúng ta đi về đâu, và các cụ cũng nhìn ra được. Cho nên các cụ đã lớn tuổi mà không nghĩ đến là thường thì cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta là tôn sư trọng đạo, là tôn trọng những người lớn, những người thầy. Nhưng ở đây Đức Quốc Công còn trẻ nhưng lại để cho các vị lão niên đến quỳ trước nhà của Đức Quốc Công, thì đó là một điều mà Đức Quốc Công không bao giờ muốn.
vì ngài còn trẻ mà lại để cho các vị lão niên, các cụ đến quỳ trước nhà là một điều không thể chấp nhận được. Cho nên Đức Quốc Công đành phải ra nhận cái trọng nhiệm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Mà khi nhận trọng nhiệm thì lúc đó là ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên cũng đang bầu để chọn một người, mà trong đó là tất cả là 27 vị để tham gia trong cái cuộc bầu phiếu đó, mà Đức Quốc Công cũng có tên trong đó vì các vị lão niên đã van xin Đức Quốc Công tham gia vào. Thì ngài đã nói là bây giờ ngài tạm thời nhận, nhưng khi thùng phiếu khui ra và kiểm số phiếu thì nếu ai là nhiều số phiếu nhiều hơn thì ngài sẽ giao lại trọng nhiệm này. Và đến ngày khui thùng phiếu thì số phiếu Đức Quốc Công đạt được là 65% số phiếu bầu đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó Đức Quốc Công chính thức nhận trọng nhiệm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Thì sau khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thủ tướng thì đây là một chính phủ chính danh hợp pháp, vì có ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên bỏ phiếu bầu cho ngài được nhận cái trọng nhiệm thủ tướng. Nó khác với Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam là cướp nước Việt Nam của chúng ta, vì chính Cộng sản Việt Nam, những người Cộng sản cũng đã nói câu đó khi sau 30 tháng 4 năm 75, vì ngủ quên trên chiến thắng, cho nên chính những người Cộng sản đã nói một cái câu mà tất cả những người dân của chúng ta ai cũng biết, đó là cướp chính quyền. Chúng nó là cướp chính quyền của miền Nam Việt Nam. Cho nên vì chữ cướp chính quyền đó, cho nên là Cộng sản leo lên đầu cai trị người dân mà không có cho người dân chọn một người lãnh đạo của đất nước. Và từ chỗ đó triền miên trong tâm tối, từ ngoài miền Bắc cho đến miền Nam, không có ai được cầm lá phiếu đi bầu cho cái đảng Cộng sản cả. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy được là ở thể chế tự do của thế giới tư bản là tất cả những người dân đều có quyền quyết định tương lai vận mệnh của đất nước của chúng ta. Và hiện tại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo, thì ngài đã sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Là từ khi ngài nhận trọng nhiệm ngày 16 tháng 2 năm 1991 thì ngài đã ký nhiều sắc lệnh không có chấp nhận Cộng sản Việt Nam, ai mà làm việc và giao lưu, giao thương với Cộng sản Việt Nam thì khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về, lúc đó là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, sau này thì ngài đã sáng lập ra đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau khi Việt Nam Cộng Hòa trở về trên Việt Nam, cho nên là tất cả những cái công hàm văn bản gì của tất cả các nước mà ký với Việt Nam thì đều là vô hiệu hóa hết. Cho nên từ chỗ đó chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hiện tại là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là chính danh hợp pháp với đất nước Việt Nam và ngay cả trên trường quốc tế nữa, nghe thưa quý đồng bào. Từ chỗ đó chúng ta hãy đặt hết niềm tin để chúng ta mới thoát được Cộng sản. Còn nếu mà người dân mê mờ bị Cộng sản lừa dối và lúc nào cũng tuyên truyền láo khoét cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo mà chúng nó ma mị và vu oan giá họa cho Đức Quốc Công là khủng bố, thì người dân phải có đầu óc suy nghĩ. Nếu mà khủng bố thì không bao giờ ngài chủ trương là lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân, có phải không thưa quý đồng bào? Vì không làm khổ dân thì làm sao mà khủng bố được? Chúng ta thấy những cái từ mà Cộng sản dùng nó rất là vô lý, mà người dân của chúng ta hãy sáng suốt nhận định được.
lấy lại đất tổ, có nghĩa là đất nước của chúng ta phải lấy lại, vì Cộng sản vào cướp nước Việt Nam của chúng ta, thì bây giờ chúng ta lấy lại đất tổ. Và lấy lại bằng cách nào? Bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, con đường duy nhất để Việt Nam thoát cộng mà thôi. Và cho nên từ chỗ đó, khi chúng ta trưng cầu dân ý thì không có một viên đạn, không có chiến tranh thì làm sao mà là khủng bố được. Cho nên từ chỗ đó Cộng sản đã gặp khắc tinh của chúng rồi đó, thưa quý đồng bào. Và đồng bào chúng ta hãy an tâm, hệ thống trưng cầu dân ý rất an toàn, tiện lợi và bảo mật. Cho nên người dân nhanh tay lên trưng cầu dân ý để nói lên nguyện vọng của mình muốn thoát chế độ Cộng sản. Và người dân phải thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt đang lâm nguy. Cho nên chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam hãy sáng suốt nhận định, vì đến thời điểm này đây là thời điểm cuối cùng, và Cộng sản Việt Nam phải trả lại những gì cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa Cộng sản Việt Nam chỉ có đôi dép râu và nón tai bèo, thì hôm nay của Caesar phải trả lại cho Caesar. Chúng ta không có giành với ai cả. Những gì Cộng sản cướp của Việt Nam Cộng Hòa, cướp đi quyền lợi của người dân Việt Nam, thì hôm nay đến ngày phải trả lại. Và chắc chắn đồng bào của chúng ta đã biết được Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim ở tại Tòa án Môi trường Quốc tế, và Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm trả số tiền này, vì tòa án đã xử. Và Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đã gặp khắc tinh rồi, vì hiện tại Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đang có ngồi ở ghế Liên Hiệp Quốc, và ngồi ở Liên Hiệp Quốc thì phải thi hành đúng luật đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó đồng bào chúng ta hãy an tâm, Đức Quốc Công đang bảo vệ cho người dân Việt Nam của chúng ta. Vì Cộng sản rất là mưu mô xảo quyệt, ma mảnh, cho nên người dân chúng ta trưng cầu dân ý, không có cho ai biết. Và cái hệ thống trưng cầu dân ý như là người dân biết được hệ thống trưng cầu dân ý và tự làm, giống như người dân đang đứng ra ngoài trời mà hứng những cái giọt sương ở trên trời rớt xuống, hứng những giọt mưa ở trên trời rơi xuống, thì không bao giờ Cộng sản ngăn chặn được. Vì những giọt nước này là những giọt nước cam lồ giúp cho người dân thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại. Và người dân của chúng ta, rất nhiều người cầu nguyện, ước mơ được Thượng Đế Trời Phật giúp đỡ, có phải không thưa quý đồng bào? Nhưng hiện tại Đức Quốc Công là một vị thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam đó. Vì thường chúng ta cầu Phật, cầu Chúa, cầu Thượng Đế giúp, nhưng có ai thấy được Phật, Đức Phật tới trực tiếp để giúp chúng ta hay không? Hay chúng ta chỉ thấy một người nào đó đến giúp, hoặc khi chúng ta gặp hoạn nạn gì đó thì có một người nào đó tới cứu chúng ta, thì cái người đó là vị Phật thị hiện đó, thưa quý đồng bào. Cho nên chúng ta hãy nhìn rõ được thì chúng ta mới thấy được Đức Quốc Công là một vị Phật thị hiện xuống thế gian này để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Vì khi chúng ta gặp những cái trường hợp nguy nan ở trong xã hội thì tự nhiên có một người nào đến cứu, thì đó là một vị Phật thị hiện để cứu chúng ta, nhưng mà cứu có một mình chúng ta thôi. Nhưng còn ở đây Đức Quốc Công đang cứu đến 97 triệu dân, thì như vậy có phải Đức Quốc Công là một vị Phật đang thị hiện xuống thế gian này để cứu người dân hay không? Chúng ta phải sáng suốt nhận định được điều đó thì chúng ta mới thấy được là chúng ta cần có sự giúp đỡ của Đức Quốc Công. Mà Đức Quốc Công chỉ yêu cầu người dân
một lá phiếu trưng cầu dân ý, có nghĩa là khi chúng ta lâm nguy, Đức Quốc Công đang cứu và chúng ta phải đưa tay ra cho Đức Quốc Công nắm lấy, có phải không? Chứ nếu mà chúng ta cứ ngồi yên đó thì làm sao Đức Quốc Công có thể cứu chúng ta được, mà chúng ta phải đưa tay ra cho Ngài nắm lấy, và bàn tay chúng ta đưa ra để Ngài nắm lấy, đó là lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta nhấn gửi đi thì Ngài sẽ biết được chúng ta đã đưa tay ra để Ngài cứu rồi đó. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy ý thức được. Hôm nay chúng tôi xin phát lại cái video clip là cái đại hội tổ chức sau 2 ngày Tòa án Môi trường Quốc tế xử Đức Quốc Công được thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim mà Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trả số tiền này. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta, người dân Việt Nam đang là chủ nợ của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam nhé. Cộng sản Việt Nam không có gì cả. Hiện tại tất cả những tài sản của Cộng sản Việt Nam đều là của toàn dân Việt Nam đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta sáng suốt nhận định được, không có sợ. Cộng sản Việt Nam bây giờ đang sợ người dân Việt Nam, nhưng chúng ta hãy nhanh tay lên và chúng ta biết là mình là chủ nợ, thì chúng ta mạnh dạn trưng cầu dân ý để Đức Quốc Công sẽ đem cái con số mà toàn dân Việt Nam hợp lực lại, thì cái ngày khải hoàn khao sẽ đến rất gần. Cho nên hiện tại toàn dân Việt Nam hãy nhanh tay trưng cầu dân ý. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem lại video clip Đức Quốc Công đã thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Kính mời quý đồng bào cùng xem và lắng nghe. Against the Chinese communists.
Chúng tôi đọc thông báo, thông cáo cho tất cả quý đồng bào cùng nghe, thì chúng tôi cũng xin nói một điều như thế này. Đức Quốc Công rất thấu hiểu được người dân Việt Nam đã sống dưới chế độ Cộng sản tàn ác, tàn bạo, vô nhân tính, là vì Cộng sản nó không có đơn giản mà nó biến người dân Việt Nam trở thành những người vô cảm. Cho nên từ chỗ đó, Ngài thấy được, Ngài rất thương, và hệ thống trưng cầu dân ý nhắc nhở cho những người nào còn biết nghĩ đến gia đình của mình, đến nghĩ đến xã hội, dân tộc Việt Nam của Việt Nam, thì những người đó sẽ trưng cầu dân ý trước. Rồi Ngài kêu gọi tất cả người dân
và những người nào đã nhìn ra được chế độ Cộng sản Việt Nam là lừa mị người dân, và Đức Quốc Công đã hy sinh hiến trọn cuộc đời của Đức Quốc Công để cứu người dân thoát ra khỏi chế độ Cộng sản, thì người dân nhìn thấy được sẽ trưng cầu dân ý. Còn nếu người dân không trưng cầu dân ý có nghĩa là không tin tưởng. Như vậy chúng ta thử đặt một cái câu hỏi như thế này: như vậy nếu người dân không tin tưởng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì như vậy người dân đang tin Cộng sản, và Cộng sản hiện tại cho người dân được cái gì? Người dân phải tự trả lời câu đó. Tại vì chúng ta phải nhìn thấy thực trạng của tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Con em của chúng ta, tất cả ai cũng có gia đình, phải không thưa quý đồng bào? Và gia đình con em của chúng ta có được đến trường miễn phí hay không? Chắc chắn là không có. Như vậy, chúng ta nhìn thêm một bước xa hơn nữa là Cộng sản không có muốn cho thế hệ trẻ được hiểu biết. Như vậy đang biến những người trẻ trở thành ngu dốt. Và chúng ta có chấp nhận cho con em chúng ta trở thành ngu dốt trong tương lai không? Khi các em, các cháu trưởng thành, chúng ta trả lời câu hỏi đó đi. Thì như vậy người dân đặt tin tưởng ở đâu? Đặt tin tưởng ở đâu? Vì thể chế Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị, tất cả những con em đi học không có đóng tiền, và vào bệnh viện cũng không trả tiền. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là nối tiếp giữa đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy người dân đặt niềm tin ở đâu? Thì người dân tự đặt câu hỏi và tự trả lời thì sẽ biết quyền lợi của người dân được rất là nhiều. Ngay cả khi chúng tôi vừa cho quý đồng bào xem là Đức Quốc Công đã thắng kiện 38.000 tỷ đô la, thì Đức Quốc Công còn vận dụng cái tài trí của Đức Quốc Công để tòa án phải cho thêm mỗi người dân được 10.000 đô la nữa đó, thưa quý đồng bào. Như vậy lúc nào Ngài cũng đem quyền lợi về cho người dân Việt Nam. Như vậy người dân Việt Nam không tin là không tin ở chỗ nào? Trong khi Đức Quốc Công đang hiện diện và Đức Quốc Công có một tiểu sử rất rõ ràng. Còn Hồ Chí Minh, có ai biết được Hồ Chí Minh ở đâu hay không? Hay là một cái xác nằm ở tại đó đã chết rồi, nhưng mà nói gạt người dân Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc. Và Đức Quốc Công đã cho người dân biết được rồi là cái xác Hồ Chí Minh đó phải chứng minh, nếu là Nguyễn Ái Quốc thì phải chứng minh dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc, và Hồ Chí Minh là một, mà dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc đang được giữ ở Sở Liêm Phóng phòng nhì của Pháp. Thì như vậy Cộng sản Việt Nam đã không chứng minh được từ năm 1990 rồi. Người dân Việt Nam của chúng ta nếu đã ý thức thì ngay từ năm 1990 thì người dân Việt Nam đã được tự do rồi đó, thưa quý đồng bào. Nhưng vì Cộng sản lúc nào cũng che giấu, lừa gạt, ngay cả Hồ Chí Minh không được vinh danh là danh nhân thế giới, nhưng ở tại nước Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam luôn lúc nào cũng nói Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Nhưng mà nói dốc, nói láo, nói xạo mà người dân cũng tin được. Như vậy người dân của chúng ta đang cần gì? Đang cần những người lừa dối, lừa gạt. Và đang cần cái gì? Đang cần cơm no áo ấm. Nhưng hiện tại nhiều người dân đã đói khổ lầm than. Và khi sau 30 tháng 4 năm 1975 thì người dân khổ như thế nào? Ngay cả quân dân cán chính đã bị đi tù và phải bỏ thay nơi rừng thiêng nước độc, và đẩy người dân lên vùng kinh tế mới. Và Cộng sản Việt Nam thì sao? Thì ở thành thị và được sung sướng là tại vì cướp miền Nam, rồi đem tất cả lúa gạo, tất cả những tài sản của miền Nam đem ra miền Bắc. Như vậy người dân Việt Nam bây giờ có nhìn thấy hay không mà còn chưa tin tưởng? Như vậy là Đức Quốc Công không có ép buộc người dân, mà để người dân ý thức và chọn cho mình sống ở trong Cộng sản hay là sống ở Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đức Quốc Công cho người dân toàn quyền quyết định đó, thưa quý đồng bào. Như vậy
Chúng ta nếu không loan tải những tin tức này thì đó là người dân không có quyền lợi. Thì quyền lợi không có thì mai sau đừng có nói là tại sao tôi không có. Tại vì cái thời gian nó sẽ chấm dứt. Cho nên chúng ta đã thấy Đức Quốc Công đã thắng được vụ kiện 38.000 tỷ đô la rồi. Tòa án môi trường quốc tế đã xử xong rồi. Thì những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ thấy các báo của thế giới tự do sẽ đăng về Đức Quốc Công của chúng ta tràn ngập cho người dân thấy nha. Tại vì chúng tôi cũng đã cho người dân thấy được những tờ báo đã đăng về tiểu sử của Đức Quốc Công rồi. Và cho các tờ báo đó đã nói về chủ thuyết tân dân chủ của Đức Quốc Công. Để chi? Để cho người dân Việt Nam tự làm chủ lấy đất nước của mình, mới đưa đất nước Việt Nam lên phú cường hạnh phúc được. Và nếu người dân mà bị Cộng sản dẫn dắt mê mờ, không tin tưởng, như vậy là người dân đang tin ai? Đó là bây giờ cái cuộc chiến của Việt Nam, từ lúc mà chiến tranh xảy ra, nhiều người bỏ thay lên chiến trường, hy sinh một cách vô ích, là tại vì Cộng sản Tàu đã muốn cho người Việt Nam giết hại lẫn nhau, người Việt giết người Việt đang cai trị người Việt và người Việt đánh đập người Việt. Chúng ta không nhìn thấy được những cảnh tượng đó hay sao? Vì hiện tại người dân Việt Nam đang sợ gì? Sợ công an mời, sợ công an nhốt, sợ công an đánh đập. Mà công an là ai? Công an là người Việt. Có nhìn thấy ra được điều đó hay không? Đức Quốc Công rất là xót xa khi Cộng sản Tàu đứng ở đằng sau và sai khiến Cộng sản Việt Nam là những tên ngu dốt và đang theo giặc để giết hại đồng bào Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có thấy được điều đó hay không? Mà tại sao người dân lại còn mê mờ? Cho nên Đức Quốc Công dâng hiến cả cuộc đời của Ngài cho toàn dân Việt Nam và tất cả Ngài đã làm sẵn. Trong hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, người dân của chúng ta vào đó mà xem đi. Ở trên YouTube, ở trên Facebook, đăng hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tràn ngập ở trên đó. Hãy vào đó mà xem. Và trong cái chương trình của các chương trình phát thanh của chính phủ cũng đang phát về hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, như Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu cũng đang bắt đầu phát. Thì người dân hãy tìm ở trên YouTube mà xem mà nghe để thấy được quyền lợi của người dân mà Đức Quốc Công đã dâng hiến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Như vậy người dân đang tin ai? Người dân đang tin Cộng sản à? Cộng sản à? Thì như vậy là qua những năm mà Cộng sản cai trị người dân thì Đức Quốc Công đang hiểu được, đang thấu hiểu được Cộng sản đã làm cho người dân Việt Nam vô cảm. Mà sự vô cảm đó hại chính bản thân của người dân đó. Vì Đức Quốc Công đang ở nước ngoài, cuộc sống của Đức Quốc Công rất là đầy đủ. Chẳng hạn như chúng tôi ở đây cũng vậy. Thì chúng tôi muốn cho người dân Việt Nam được hưởng những tự do, hạnh phúc, no ấm như chúng tôi vậy đó. Cho nên từ chỗ đó chúng tôi kêu gọi. Và chúng tôi cũng biết được là người dân sống trong chế độ Cộng sản bị nó lừa dối, nó lừa mị, ma mảnh, và chúng nó dẫn dắt người dân đi đến chỗ chết mà người dân không thấy được. Thì những ai thấy được điều này hãy lan tỏa những tin tức này để mình đoàn kết giúp đỡ với nhau. Vì Cộng sản gây chia rẽ cho nên người dân lại ai chết mặc ai. Đó là chúng ta tự hại chúng ta đó. Vì trong một đất nước mà người dân không đoàn kết lại thì chúng ta cũng là một nhân tố trong xã hội, trong đất nước đó thì chúng ta cũng chết theo thôi. Cho nên người nào có được ánh sáng tự do công lý mà tỏa đến trên cái trí não của mình, trên trí tuệ của mình được hiểu biết thì phải lan tỏa những tin tức này. Vì chúng ta có trách nhiệm để giúp đỡ với nhau, và khi giúp đỡ với nhau thì chúng ta cũng tự cứu bản thân của chúng ta đó. Vì tất cả những người dân đang nằm giống như con cá nằm trên thớt thì
ai cũng phải lọt vào cái vòng kềm tỏa của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Và chúng ta muốn thoát được, chỉ có một con đường là trưng cầu dân ý và đoàn kết lại với nhau mà thôi. Còn nếu Cộng sản muốn cho người dân chia rẽ với nhau thì chúng ta phải biết là chính chúng ta cũng hại chúng ta đó. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất là trưng cầu dân ý và đoàn kết lại để thoát cộng. Và ngày tháng Đức Quốc Công đang chờ người dân, không có ép ai cả, nhưng kết quả sẽ trả lời là người dân Việt Nam sẽ đi về đâu. Thì Đức Quốc Công đang dâng hiến tấm lòng của Ngài cho người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam phải thể hiện là mình được muốn được cứu ra khỏi chế độ Cộng sản. Chỉ có con đường duy nhất là trưng cầu dân ý mà thôi. Chúng tôi đọc hai cái thông cáo để cho tất cả quý đồng bào cùng nghe. Tại vì nhân dịp của đệ nhị chu niên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, thì ngày đó đã qua, là ngày 18 tháng 5 năm 2021, Đức Quốc Công đã thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu là ngày 18 tháng 5 năm 2019. Thì đến hôm nay là tròn 2 năm, là chúng tôi chúc mừng đệ nhị chu niên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, hay là Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới, cũng giống nhau mà thôi. Thì những ngày đó vẫn còn dư hương, cho nên hôm nay chúng tôi cũng kính mời quý đồng bào cùng nghe. Vì hôm chúng tôi có livestream thì chúng tôi chưa đọc hai cái thông cáo này và cái quyết định. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng lắng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, Vinh danh Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, hôm nay lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới, Văn phòng Thường trực trân trọng chúc mừng tất cả quý anh thư, liệt nữ trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những bà mẹ, chị em và các cháu Việt Nam. Đặc biệt, quý bà mẹ, chị em và các cháu phụ nữ Việt Nam càng được vinh dự thêm do được thừa hưởng sắc lệnh số 001 trên TT trên 20190518 do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ký ngày 18 tháng 5 năm 2019, cách đây 2 năm, để thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới. Như chúng ta đã biết, sau khi bị Cộng sản Việt Nam cướp nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, những phụ nữ Việt Nam chân chính đã bị bọn súc vật phô thần Cộng sản Việt Nam đối xử phân biệt, tàn tệ. Họ bị đánh đập, bị trù dập, bị đe dọa, bị cầm tù, bị bán làm nô lệ tình dục và thậm chí bị sát hại chỉ vì dám nói lên nguyện vọng muốn được đối xử như một con người có tự do, dân chủ và ước mơ hạnh phúc. Do đó, để bảo vệ và phục hồi danh dự, cùng lúc nâng cao giá trị, phẩm hạnh và đồng thời trả lại vị trí xứng đáng trong xã hội cho người phụ nữ Việt Nam khả kính, chiếu theo bản tuyên ngôn kỷ nguyên Tân Dân Chủ do phong trào Tân Dân Chủ đề xướng năm 1987, với ý thức chỉ đạo con đường hòa bình của nhân loại và được cụ Khổng Nhật Đăng bổ túc năm 1992. Vì vậy, sau khi lắng nghe ý kiến, ước vọng và diễn đạt của quý vị đại biểu anh thư tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu từ ngày 17 tháng 5 năm 2019
đến 18 tháng 5 năm 2019, chiếu kết quả tuyệt đối đồng thuận của Đại hội nghị Phụ nữ Tân Dân Chủ Thế giới ngày 18 tháng 5 năm 2019. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã quyết định sáng lập Hội Phụ nữ Việt Nam với danh xưng là Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế giới, và Ngài đã chọn ngày 18 tháng 5 năm 2019 là Ngày Phụ nữ Tân Dân Chủ được cử hành lễ kỷ niệm hàng năm. Và cũng vì Quý Anh Thư tham gia Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế giới với quyết tâm hỗ trợ, hậu thuẫn chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng lại quê hương, phát triển đất nước lên ngang hàng với các quốc gia văn minh tiên tiến trên thế giới, được ưu tiên tham dự và điều hành các chương trình phúc lợi xã hội của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nên Tổng thống cũng đã ban cho tất cả quý vị nữ lưu tham dự Đại hội nghị quốc tế ngày 18 tháng 5 năm 2019 được vinh danh và ưu tiên cấp chứng chỉ công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và được trao tặng nghĩa vụ bội tinh hạng 2. Không những vậy, tất cả gia đình, con cháu của quý hội viên Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế giới được ưu tiên giúp đỡ, cứu xét trong các chương trình phúc lợi xã hội do Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa điều hành. Nay thừa lệnh Đức Quốc Công Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Văn phòng Thường trực được vinh dự thay mặt quý tướng lãnh, đại biểu, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chúc Đệ Nhất Phu Nhân, quý bà, quý chị em và các cháu trong Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế giới một lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế, Trời Phật. Kính chúc Đệ Nhất Phu Nhân và quý bà, quý cô, các cháu luôn có sức khỏe, trẻ đẹp, may mắn và bình an trong tâm hồn để cùng đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và nhân loại. Hiện nay, kể từ khi số phiếu trưng cầu dân ý của người Việt trên toàn thế giới bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa để đứng ra giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam đã lên đến trên 8 triệu phiếu, khiến cho bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam quá lo sợ. Chúng phải tìm cách lừa bịp quốc tế bằng cách ép dân chúng đi bầu, cho dù những tên này đã được chúng vội vã đưa lên làm trò hề bầu cử dân chủ, dù không có tên nào được nhân bầu. Đó là Nguyễn Phú Trọng, chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, làm chủ tịch cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, làm Thủ tướng; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Đáng lẽ Cộng sản Việt Nam nên chờ đến ngày khai mạc cái gọi là quốc hội của chúng để có bầu cử, bầu cỏ cho ra trò. Nhưng chúng lại đưa năm tên này ra trước khi quốc hội nhóm họp để bầu, khiến cho năm tên này trở thành trò khỉ. Tuy nhiên, âm mưu này của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng một lần nữa đã bị Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tiên liệu, nên đã yêu cầu Tòa án Môi trường Quốc tế cho thêm 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam này vào danh sách bị truy nã. Vì vậy, trong văn kiện của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ, số INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, ngoài nội dung cho hay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã được phán quyết thắng kiện Tàu Cộng với số tiền bồi thường lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim, còn ghi rõ
năm đầu sỏ Cộng sản Việt Nam hiện nay gồm có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, mỗi tên phải liên đới bồi thường 20.000 triệu Mỹ Kim cho chúng ta. Phán quyết của tòa án còn cho phép Tổng thống Đào Minh Quân được sử dụng và trả lương cho nhân viên công lực để thi hành án lệnh, tịch thu những tài sản phi pháp của các phạm nhân có liên can đến bản án. Do đó, chúng tôi kêu gọi và khuyến khích tất cả những cá nhân hay lực lượng nào trong nước muốn hợp tác với chính phủ để truy nã và thu hồi tất cả những của cải, tài sản, đất đai, cơ xưởng, nhà cửa của những tên tội phạm Cộng sản Việt Nam sẽ được chiêu hiền và ban thưởng trọng hậu. Mọi người nên biết rằng, kể cả những đầu sỏ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc còn bị Tòa án Môi trường Quốc tế truy nã để tịch thu tài sản phi pháp, thì những bộ đội, đảng viên, an ninh, công an chỉ là cấp dưới, là thuộc cấp, quyền lợi không có gì, chỉ được nhận vài ký gạo, vài thước vải, không có giá trị gì, mà phải chầu trực, canh chừng dân chúng như những tên chó săn, rất hèn hạ, làm mất lòng dân. Vì vậy, nên anh chị em không cần phải nghe lệnh của chúng để chống lại nhân dân, chống lại công lý, rồi bị tù tội, nhục nhã sau này. Hãy theo về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hãy hỗ trợ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, vì Ngài có chính sách khoan hồng, độ lượng, nhân hòa, sẽ đem lại thái bình, tự do, hạnh phúc và cơm no áo ấm cho toàn dân, trong đó có anh chị em và gia đình của anh chị em. Trân trọng thông cáo chúc mừng Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ở đây chúng tôi nhắc nhở cho tất cả quý đồng bào, tất cả những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đều xa lưới pháp luật, cho nên lệnh truy nã đã được ban hành, và tất cả những tài sản của những tên này là của toàn dân Việt Nam của chúng ta đó, của Caesar phải trả lại cho Caesar. Ăn cướp thì bây giờ phải trả lại những gì đã cướp. Đôi dép râu, nón tai bèo phải trả về đôi dép râu, nón tai bèo. Còn nếu muốn giữ được những tài sản hợp pháp, chỉ có một con đường duy nhất là quay về với chính nghĩa quốc gia, trưng cầu dân ý, tham gia ký đạp mặt Hồ Mao, tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, giúp dân cứu nước. Còn nếu đứng ở ngoài thì một ngày lệnh truy nã đã ban ra thì tất cả phải thi hành, và lúc đó thì đừng nói là tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy, vì hiện tại các cơ quan truyền thông của chính phủ liên tục thông báo, thông cáo liên tục cho tất cả quý đồng bào cùng nghe. Và nếu người dân không có nhìn thấy được thì sau này thiệt thòi ráng chịu, vì cái cuộc chiến đẫm máu ở tại chiến trường của Việt Nam hôm nay đã trở thành một cuộc cách mạng tâm trị không có đổ máu, nhưng sẽ cho chúng ta biết được người dân nào là những người theo giặc và giết hại đồng bào của chúng ta. Hiện tại Đức Quốc Công đang giúp dân cứu nước thì ai không theo chẳng khác nào đang nói là tôi theo giặc. Chỉ có hai con đường mà thôi. Một là đi theo Đức Quốc Công để giúp dân cứu nước, đoàn kết lại chống Tàu Cộng. Còn nếu không theo là phản quốc đó. Cho nên người dân cần phải ý thức và chứng minh là mình không là người phản quốc. Chỉ có con đường duy nhất
là trưng cầu dân ý mà thôi. Đức Quốc Công đang cứu dân và thế giới cũng đang cho tất cả toàn thế giới biết được về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu dân Việt Nam, và Ngài đã đệ đơn kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Tòa đã xử Đức Quốc Công thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Đó là sự thật. Tất cả là sự thật để cho người dân thấy được. Nói có sách, mắt có chứng mà người dân không tin. Như vậy là người dân muốn theo Cộng để chết dưới tay Tàu Cộng hay sao? Vì nên nhớ, Tàu Cộng cần đất Việt Nam, không cần dân. Và người dân sống dưới chế độ Cộng sản thì không sớm thì muộn, Cộng sản không giữ người dân Việt Nam mà chúng đang tiêu diệt người dân Việt Nam. Điển hình là môi trường ở tại Việt Nam mà tòa án môi trường đã xử thì tất cả bằng chứng cũng đã đầy đủ, và Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải trả một giá 38.000 tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý đồng bào. Bây giờ chúng tôi đọc tiếp quyết định vinh danh quý nữ anh thư Việt Nam. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, quyết định số 001 gạch ngang 2021 0518 trên BTL trên QD ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vinh danh quý nữ anh thư Việt Nam. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, như chúng ta đã biết, sau khi tên thổ phỉ Hồ Chí Minh theo lịch Tàu Cộng cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hành xâm lăng nước ta, đã gây ra biết bao thương vong, nghiệt ngã, khổ ải cho dân chúng, nhất là những phụ nữ chân chính, gia đình, thân nhân, con cháu Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã bị bọn súc vật vô thần Cộng sản Việt Nam đối xử tàn tệ. Họ bị đài ải lên những vùng khô cằn, rừng sâu, núi xa, được gọi là kinh tế mới, bị phân biệt, bị trù dập, bị cầm tù, thậm chí bị bán làm nô lệ tình dục và bị sát hại. Chỉ vì không chấp nhận chế độ Cộng sản và dám nói lên nguyện vọng muốn được đối xử như một con người, được tự do, dân chủ và có ước mơ hạnh phúc. May mắn thay, một số ít đã liều chết vượt biên, vượt biển hay được thân nhân cưu mang đem theo, thoát ra các nước tự do, đã cố gắng vươn lên, tự lập bản thân, chăm lo gia đình, tạo được những danh dự cao quý trước quốc tế cho người Việt nói chung và giới phụ nữ nói riêng. Do đó, để bảo vệ và phục hồi danh dự, cùng lúc nâng cao giá trị, phẩm hạnh và đồng thời trả lại vị trí xứng đáng trong xã hội cho người phụ nữ Việt Nam, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã quyết định sáng lập Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 và còn chọn ngày Phụ nữ Tân Dân Chủ để được cử hành lễ kỷ niệm hàng năm. Càng ngày, số lượng quý anh thư tham gia Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới càng đông đảo, thể hiện quyết tâm hỗ trợ, hậu thuẫn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Quý chị em và các cháu đã hăng hái và mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để điều hành và phát triển các ban ngành ngoại giao, truyền thông, báo chí, giáo dục và xã hội. Họ đã cùng hiên ngang tiến bước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống với quyết tâm
thiết lập chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam, hầu cùng Ngài thực hiện hoài bão xây dựng lại con người, lấy lại truyền thống văn hóa, diền mối đạo đức của dân tộc, phát triển đất nước lên ngang hàng với các quốc gia văn minh trên thế giới. Ngoài ra, còn có những vị anh thư tiên tiến hăng hái tham gia, chỉ huy và điều hành đoàn nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cố gắng tạo nhiều thành tích làm rạng danh cho phụ nữ Việt Nam, với tự hào được vinh dự sánh vai tiếp bước cùng với các đấng nam nhi hùng anh đất Việt. Vì vậy, nhân kỷ niệm nhân kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới để bày tỏ sự khen ngợi và trân trọng ghi công, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc vinh dự công bố quyết định của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tưởng thưởng cho những vị tướng lãnh, nữ lưu sĩ quan cao cấp, đại biểu trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có công trạng nhiều nhất theo thứ tự sau đây. 1. Trung tướng Lâm Ái Huệ. 2. Đại biểu Pha Lê. 3. Thiếu tướng Võ Kim Lan. 4. Thiếu tướng La Nguyễn Ngọc Duyên. 5. Đại biểu Triệu Lệ Trinh. 6. Thiếu tướng Huỳnh Kim. 7. Thiếu tướng Trần Minh Tôn. 8. Thiếu tướng Trần Bình Nam. 9. Thiếu tướng Trần Lê Thương. 10. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc. 11. Đại biểu Sướng Ngôn Viên Đỗ Tuyết. 12. Chuẩn tướng Huỳnh Tham Mì. 13. Đại tá Nguyễn Bi Trích. 14. Đại tá Đào Xin Đi Ly. 15. Đại biểu Lê Vũ Lộc. 16. Nữ sĩ Lê Phan. 17. Đại biểu Đào Collins Kim. 18. Trung tá Mai Chí Thanh. 19. Trung tá Huỳnh Như Ngọc. 20. Trung tá Trần Miên Viễn. Xin lỗi cho chúng tôi uống xíu nước. Trung tá Trần Miên Viễn. 21. Thiếu tá Trần Ánh Dương. Xin lỗi quý đồng bào nha, tại vì ở bên đây là đã vào mùa đông đó, cho nên là người nó đang muốn như bình cảm. Xin lỗi. 21. Thiếu tá Trần Ánh Dương. 22. Thiếu tá Trần Lý Minh. 23. Thiếu tá Trần Thanh Duy. 24. Đại úy Huỳnh Anh Thư. 25. Đại úy Đinh Phụng Tiên. 26. Đại úy Lê Thanh Bình. 27. Trung úy Hoàng Minh Anh. 28. Trung úy Trần Khải Hoàng. 29. Đại biểu Trần Hoài Hương. 30. Đại biểu Trần Thị Cúc. 31. Đại biểu Phạm N. Thúy. 32. Đại biểu Phạm Elmer Chi Chi Hoa. Và còn nhiều vị anh thư đang công tác nội địa chưa công bố danh tánh. Nay thừa lệnh Đức Quốc Công Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc trân trọng chúc mừng và vinh danh quý vị nữ lưu Việt Nam. Thừa lệnh Tổng thống, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tướng Lê Minh. Chúng tôi thông báo cho tất cả quý đồng bào, thì tất cả những vị nữ lưu
đang cùng chung vai góp sức với Đức Quốc Công để giúp dân cứu nước, thì tất cả những vị các vị nữ lưu ở tại Việt Nam đó, thì chúng ta cũng nên trưng cầu dân ý và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chúng ta giúp cho con em, con cháu của chúng ta sau này có tương lai. Đây là một cái hình của chúc mừng đệ nhị trung niên rất là đẹp. Mời tất cả quý đồng bào cùng xem. Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chúc mừng đệ nhị chu niên. Cái poster rất là đẹp. Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Thế Giới ngày 18 tháng 5 năm 2021. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng toàn thể nội các thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trân trọng chúc mừng. Thì chúng tôi hy vọng trong tương lai, quý vị nữ nhi ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội, đối với đất nước, thì quý vị nữ nhi hãy nhanh tay lên trưng cầu dân ý, ký đạp mặt Hồ Mao và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để Đức Quốc Công trong tương lai sẽ lấy lại danh dự cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, và trong đó có con em của chúng ta khi trưởng thành. Các em, các cháu sẽ được hưởng những quyền lợi do đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo, Ngài thương dân, yêu nước và Ngài lo cho cuộc sống của người dân được sung sướng hạnh phúc hơn cả chúng tôi đang ở thế giới tự do bây giờ đó, thưa quý đồng bào. Chắc chắn là người dân Việt Nam sẽ được sung sướng hơn chúng tôi bây giờ nữa đó. Và chúng tôi cũng rất mong muốn tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta được hưởng những hạnh phúc trong tương lai, thoát khỏi cái chế độ cộng sản và được sánh vai cùng các nước trên thế giới, để chúng ta sẽ là những người Việt đi đầu trong cái công cuộc diệt tiệt chế độ cộng sản tại Việt Nam và đương đầu với Tàu Cộng. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài thơ Tiếng Thu, một tuyệt tác phẩm của nhà thơ Nam Quán. Đó là bút hiệu của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Ngài tài đức vẹn toàn, cho nên chúng ta, người dân Việt Nam, không tìm ra được một người thứ hai đâu, thưa quý đồng bào. Đức Quốc Công Đào Minh Quân là một vị Phật thị hiện xuống thế gian này, tài đức vẹn toàn, và chúng ta phải hãnh diện khi có được một người Việt Nam đứng ra cứu nước Việt Nam, mà ngay cả cứu luôn cả thế giới đó, thưa quý đồng bào. Vì thế giới cũng đang gặp hòa nạn cộng sản tràn lan, và nước Việt Nam của chúng ta sẽ đi đầu diệt tiệt chế độ cộng sản trong tương lai, mà hiện tại chúng ta đã thấy kết quả đang tới. Thì người dân phải sáng suốt và hãy nhanh tay lên trưng cầu dân ý. Nếu chúng ta vô cảm thì chẳng khác nào chúng ta tự hại chúng ta mà thôi. Vì Đức Quốc Công đã cho người dân thấy được một tia sáng ở cuối đường hầm, mà người dân nhắm mắt lại không thấy tia sáng đó thì là thật vô phước. Mà cái đó là cái nghiệp của người dân Việt Nam phải gánh lấy. Mà chúng ta, người dân Việt Nam, cũng đã đến chùa rất là nhiều để chúng ta muốn thoát khỏi những cái nghiệt ngã đau thương trên thế gian này. Mà người dân
không nhìn thấy được Phật đang xuống cứu chúng ta. Cho nên một vị Phật đang thị hiện xuống thế gian này để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta mà chúng ta không thấy, thì rõ ràng là người dân không muốn cải cái nghiệp của mình. Vì nghiệp là do chúng ta, và cải nghiệp cũng do chính chúng ta. Đức Phật cũng đã dạy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cho nên nghiệp do chúng ta tạo là tại vì Cộng sản nó hút máu người dân, nhưng chính người dân đang nuôi Cộng sản mà không biết được, vì chúng nó rất là mưu mô xảo quyệt, không cho người dân biết được. Nhưng hiện tại tất cả những người Việt đã đi ra các nước tự do, thì đã người Việt cũng đã nhìn thấy, người Việt ở trong nước cũng đã nhìn thấy cuộc sống của những người ở các nước tự do được sung sướng đến mức nào. Ngay cả không có công việc làm cũng được có tiền trợ cấp để sống, không phải đói. Đó, cái đất nước của người ta, những người lãnh đạo đất nước, người ta lo cho dân như vậy đó. Mà những người Việt tị nạn sang đất nước tự do cũng được hưởng những quyền lợi, vào bệnh viện cũng được miễn phí. Người nào xin lỗi, người nào cũng có được cái thẻ vào bệnh viện, là chỉ có kéo cái thẻ đó thôi, không có trả đồng nào trơn trọi, mà được phục vụ rất là đầy đủ, tốt đẹp nữa. Vào bệnh viện còn có đồ ăn sẵn luôn đó, nó có một cái phòng đó, rồi trong nó đầy đủ đồ ăn hết trơn luôn đó. Nhưng mà bệnh viện vẫn cho ăn, đến bữa ăn vẫn cho ăn, và ngoài cái cửa ăn đó, đói bụng đi lại cái phòng đó lấy đồ ăn ăn. Nghĩa là một cái đất nước mà người ta lo cho dân á là đầy đủ hết. Người dân Việt Nam cần thấy được điều này để biết được là Đức Quốc Công sẽ lo lắng cho người dân y như vậy đó, mà còn tốt hơn nữa. Hãy tìm, hãy nghe Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để biết được người dân được sung sướng khi có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, và người lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài thơ Tiếng Thu của nhà thơ Nam Quán. Vẫn chờ ai mỗi sớm thu để nghe lòng vắng nhóm sương mù, môi thơm da diết hồn cô lữ, mắt biết bàng hoàng dạ trượng phu, nắng hạ nóng bừng mây rộn rã, trăng thu vắng lạnh gió âm u, trăng đây trăng đó đều trăng cả, bến cũ giờ đây vắng tiếng ru. Nam Quán, mùa thu năm 2003. Tấm lòng của Đức Quốc Công
lúc nào cũng nhớ nghĩ về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và ở tại hải ngoại, Ngài không nghe được tiếng ru. Và mặc dù trăng ở hải ngoại và trăng ở Việt Nam cũng là một vầng trăng, nhưng trăng ở đây và trăng ở Việt Nam thì Ngài không cảm nhận được những gì ở tại hải ngoại, mà Ngài đang nhìn về đất nước Việt Nam một cách xót xa. Ngài luôn luôn nhớ nghĩ về những người dân Việt Nam không có được những ngày no cơm ấm áo, các em không được đến trường đầy đủ, những cụ già đói khổ lầm than, những người phụ nữ phải nai lưng ra đi kiếm miếng ăn nuôi cả gia đình, thậm chí phải đi bán thân ở nước ngoài. Tại sao người dân Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam, lại lâm vào tình trạng như thế? Mà Cộng sản Việt Nam cũng là những người Việt, nhưng tại sao coi rẻ những người Việt Nam? Chúng ta đang có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Ngài đang khôi phục lại về những danh dự của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung vai góp sức và nói lên tiếng nói của mình. Chỉ có con đường duy nhất là trưng cầu dân ý mà thôi. Ngoài ra không còn cách nào khác nữa cả. Vì sao? Vì Cộng sản Việt Nam rất là tàn ác. Quý đồng bào có thấy có nhiều người yêu nước xuống đường biểu tình rồi bây giờ ở đâu rồi? Chúng nó đã bắt và nhốt không có ngày ra. Còn khi mà Cộng sản Việt Nam thả ra là chúng đã dụ dỗ để đi theo Cộng sản, được an thân cho ra nước ngoài. Và những người đã được Cộng sản thả ra nước ngoài rồi sao? Đang chống lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà chống lại vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, thì người dân đang nhìn ra được họ là ai. Cho nên từ chỗ đó, hiện tại đúng sai, thiện ác, chánh tà đang hiện rõ ở trong xã hội, trên những mạng xã hội. Người dân phải phân biệt được thì chúng ta mới thoát cộng được. Còn nếu chúng ta mê mờ, không bao giờ thoát cộng, mà chúng ta tự hại chúng ta mà thôi. Vì những ngày sắp tới, Việt Nam sẽ thay đổi bằng một thể chế mới, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nối tiếp với Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau một cuộc cách mạng tâm trị thì người dân Việt Nam sẽ bước lên được một bước tiến rất là dài, sẽ sống được một cái thời mới của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân chủ và một thời Thượng Quân Thánh Đức vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay mà thôi. Ngoài ra không có còn cách nào khác được. Người dân đừng ngồi đó mà chờ, gọi là cái tiếng Việt của chúng ta rất là hay, gọi là chờ sung rụng đó, thưa quý đồng bào. Cho nên nếu chúng ta mà cứ chờ á, thì người này chờ người kia chờ người nọ, cuối cùng chết chung tất cả luôn. Và Đức Quốc Công chắc chắn là không cho tạo cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Và những ai đã thấy được ánh sáng này thì đi trước, còn người nào chưa thấy được ánh sáng của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì cứ đứng đó, rồi sau này đừng có nói là tôi, tại sao tôi không có quyền lợi. Tại vì những người nào đã trưng cầu dân ý, đã đạp mặt Hồ Mao, thì những người đó mới là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, mới được hưởng những quyền lợi Đức Quốc Công đem về cho người dân, là số tiền kiện tàu cộng
đã thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim và số tiền 22.000 tỷ tặng cho Hoa Kỳ đã có cái thời gian cưu mang người Việt của chúng ta khi ra hải ngoại. Vì Hoa Kỳ có cưu mang người Việt thì tất cả các nước trên thế giới tự do mới cho người Việt đến sống, đến để mà lập thân và xây dựng cái cuộc sống mới. Nếu Hoa Kỳ không có chấp nhận thì người Việt của chúng ta không biết đi về đâu. Nhưng có một điều chúng tôi cũng nhắc ở đây. Ngày xưa đó, khi sau 30 tháng 4 thì người dân Việt Nam đi ra hoặc là đi đường bộ hoặc là đi đường biển để vượt biên, và chín phần á, thì coi như là chết, còn có một phần sống, nhưng người Việt cũng đi. Và cái làn sóng đó đi rất là nhiều, đi rất là nhiều năm, và cho đến khi mà Liên Hiệp Quốc không muốn cho đi định cư nữa thì tất cả năm nước ở Đông Nam Á không có cho người dân Việt Nam đi định cư mà phải trả về để hồi hương. Thì cái việc mà người dân bị trả về không được đi định cư thì hôm nào chúng tôi sẽ nói cho đồng bào được rõ hơn. Khi Đức Quốc Công đã cứu 17 trại tị nạn ở tại 5 nước của Đông Nam Á thì chúng tôi sẽ nhắc lại để cho người dân của chúng ta được biết rõ hơn công đức của Đức Quốc Công. Không phải là bây giờ đang cứu người dân Việt Nam 97 triệu mà Ngài đã cứu những người dân tị nạn 200.000 người đi về Việt Nam được an toàn và được chu cấp tiền mỗi tháng được 50 đô. Thì Đức Quốc Công mọi nơi, mọi lúc đều dành trọn cho người dân Việt Nam. Khi người dân gặp những nguy hiểm mà Đức Quốc Công biết được là Đức Quốc Công đều cứu tất cả. Trong cái quá trình Đức Quốc Công đi tị nạn, vượt biên thì trên con tàu VNKG Đức Quốc Công cũng cứu được những người ở trên tàu 523 thuyền nhân ở trên con tàu đó. Thì trong tiểu sử của Đức Quốc Công có rất nhiều tình tiết ly kỳ mà đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Người dân Việt Nam của chúng ta cần phải biết để chúng ta biết được đang có một vị lãnh đạo anh minh tài đức hy sinh cả tính mạng của Ngài và để cứu người dân. Nhưng Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi đã cho Ngài một cái sứ mệnh là cứu dân tộc Việt Nam. Cho nên những lúc nguy hiểm, Ngài được thoát hiểm nguy cả. Cho nên chúng ta đang có một vị thánh nhân đang xuống thế gian này, một vị Phật thị hiện đang xuống thế gian này để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và Ngài sẽ cho người dân bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, là người dân biết ý thức làm chủ đất nước của mình, và như vậy mới giữ được nước trong tương lai, không có bị Tàu Cộng chiếm, hoặc nước nào muốn lăm le chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Thì người dân đã ý thức được thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta bị mất nước. Và cho đến hôm nay là những ngày cấp bách, thì Đức Quốc Công đang kêu gọi tất cả những người dân phải trưng cầu dân ý để chúng ta thoát cộng. Chỉ có 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay mà thôi. Và người dân cần phải hiểu Cộng sản Việt Nam không có gì cả. Tất cả những tài sản của những tên đầu sỏ đó là thuộc về của người dân Việt Nam đó. Cho nên khi Đức Quốc Công lấy lại được tất cả những tài sản của Cộng sản Việt Nam đã ăn cắp, ăn cướp của dân thì phải trả lại, của Caesar phải trả lại cho Caesar, và những người dân sẽ được đền bù sau những ngày tháng bị Cộng sản cai trị và chế độ Cộng sản phải bị diệt tiệt từ đây. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta nhanh tay lên thể hiện trách nhiệm của mình. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài hát Việt Nam Tân Dân Chủ
và sau đó chúng tôi sẽ phát bài hát việc trưng cầu dân ý để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát Việt Nam Tân Dân Chủ. Việt Nam Tân Dân Chủ, tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên Tân Dân Chủ, để cho người dân được một cuộc sống no cơm ấm áo, bước vào thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Con em, con cháu của chúng ta sẽ được hưởng tự do no ấm mà không phải đau khổ như những ngày tháng Cộng sản cai trị. Chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài hát Trưng cầu dân ý để chúng tôi kết thúc chương trình ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi. Trước khi chấm dứt chương trình livestream hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống cùng phu nhân luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước luôn khỏe và bình an, và chào đón Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa sẽ về trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta một ngày không xa. Trân trọng kính chào.